Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thành tích của Đảng, kinh tế tàn hơi nhưng thị trường buôn bán công lý thì lại phát triển Từ nhiều năm trước, luật sư Võ An Đôn đã từng nói sự thật về nghề luật sư mà trong đó ông là một thành viên Đó là hầu hết luật sư hiện nay đều là luật sư chạy án Họ không cần phải trau dồi kiến thức về pháp luật Họ chỉ cần cấu kết với cơ quan điều tra, với tòa án, với viện kiểm sát tạo thành vòng khép kín ra giá với nguyên đơn lẫn bị đơn để kiếm tiền mà chia nhau. Lời nói thẳng của luật sư Võ An Đôn đã làm cho những luật sư chạy án bị chạm nọc. Họ tấn công anh cả âm thầm lẫn công khai trên mạng xã hội. Chính quyền bị bóc phốt nên họ cũng không ưa gì luật sư Đôn. Cây cú trước những lời nói của luật sư Đôn vào năm 2017, đoàn luật sư Phú Yên đã xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi đoàn này vì nói lời ngay thẳng luật sư võ an đồn bị đoàn luật sư phú yên xóa tên bởi ngành tư pháp việt nam chưa bao giờ là nền tư pháp vì công lý mà nó chỉ là công cụ của chính quyền ngành tư pháp việt nam gồm cơ quan điều tra tòa án và viện kiểm sát không muốn có những luật sư giỏi họ không muốn có luật sư chính trực hành nghề họ cần một tầng lớp luật sư nô bộc ai chịu làm nô bộc thì người đó được chế độ thả cho tự do làm giàu bằng con đường chạy án. Đã từ lâu người dân ví von, công lý là một diễn viên hài. Người chi sai 45 triệu đồng thì bị kết án tới 5 năm tù kẻ biến thủ đến 15.000 tỷ đồng thì chỉ phải hưởng án treo. Thường dân phạm tội nhẹ thì chịu án cực nặng, quan chức thì phạm tội rất nặng thì lại chịu án gần như không có gì có thể nói không nơi nào trên thế giới mà phân biệt đẳng cấp nặng nề như đảng cộng sản việt nam ngày nay nghề chạy án đã được công khai ở đây không phải công khai việc trao tiền để mà mua bán mà công khai những kết quả xử án vô lý theo như được biết nghề chạy án chạy tòa hiện nay trở nên phổ biến khắp nơi thị trường mua bán công lý sôi động hơn bao giờ hết luật sư nhà báo phóng viên thư ký tòa soạn lẫn công an đều làm nghề chạy án để mà kiếm tiền giá của mỗi thương vụ buôn bán công lý rất vô chừng từ thượng vàng cho đến hạ cám đều có đủ cả mỗi lần mua án có thể từ vài tỷ đến vài chục hàng trăm tỷ cho nên khi một vụ án được đưa ra tòa không có công lý nào thực thi mà sự phán quyết phụ thuộc vào bên nào chi nhiều tiền hơn rất nhiều người chi tiền mua án xong cuối cùng vẫn bị xử thua vì đơn giản họ chi ít tiền hơn phía đối thủ của họ ngành tư pháp là cái chợ buôn bán công lý mới có loại bản án như thế này. Cho nên, việc đúng hay sai trong một vụ án không có ý nghĩa cái gì với loại tòa án như tại Việt Nam mà nó phụ thuộc vào đương sự có quyền, có tiền hay không. Có quyền thì rất dễ thoát tội, có tiền cũng thoát tội được, nhưng tiền không mạnh bằng quyền. Ngoài câu chuyện chạy án ở tòa án, câu chuyện trong trại giam cũng tương tự như vậy. Tại Việt Nam, cứ vào mỗi lễ Tết là những cai ngục của chế độ tiến hành giao dịch ai muốn được lên danh sách để mà chủ tịch nước ân xá thì phải chi rất đậm sau những ngày lễ tết như vậy cai ngục đã giàu lên trông thấy và những người có tiền sẽ có điều kiện ra tù sớm hơn những người khác trái lại với sự sôi động của thị trường mua bán công lý thì những thị trường làm nên sức mạnh cho nền kinh tế việt nam hiện nay đang bị hụt hơi thị trường bất động sản thì bị đóng băng thị trường chứng khoán thì nát như tương, thị trường lao động thì đầy những cuộc sa thải lớn khắp nơi. Nền kinh tế Việt Nam đang siêu vẹo, trong khi đó thị trường buôn bán công lý đang phát triển khá mạnh những năm gần đây, đặc biệt là khi các doanh nghiệp và các cổ đông cũng như những người góp vốn lần lượt bị điều tra vì nhiều chứng cứ khác nhau. Ông Nguyễn Hòa Bình dùng vật chứng được mua ngoài chợ để mà kết án tử cho Hồ Duy Hải ngành tư pháp đã bị can thiệp bởi quyền lực như thế. Ngành tư pháp Việt Nam từ khi mới bắt đầu được sinh ra như thế thì Đảng Cộng sản đã coi nó là một công cụ thì nó không thể vì công lý, nó chỉ biết vì quyền và vì tiền. Nền tư pháp được mọc lên từ thể chế nào thì nó mang bản chất của thể chế ấy, không thể cải cách cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thành tích của Đảng kinh tế tàn hơi nhưng thị trường buôn bán công lý lại phát triển. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thực hư chuyện Đinh bần Nơi quật cháu thủ tướng vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 khi đó, ông Đinh Văn Nơi được cô Tô Lâm điều về Quảng Ninh để nắm ghế giám đốc công an tỉnh. Sau đó, chưa tới 3 tháng vào ngày 25 tháng 11 năm 2022, ông Phạm Văn Thành xin thôi chức tỉnh ủy viên, thôi tham gia ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Trước đó, ông Thành đã xin thôi chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo chí cho biết ông phạm văn thành muốn thôi chức theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác thiếu tướng đinh văn nơi giám đốc công an quảng ninh được biết ông đinh văn nơi vừa về quảng ninh là xoáy ngay vào sai phạm của ông phạm văn thành theo thông tin của blogger thái văn đường lúc chưa bị bắt có nói rằng ông phạm văn thành là cháu của phạm minh chính đường kìm thủ tướng việt nam không biết thông tin của blogger thái văn đường có đúng sự thật hay không Tuy nhiên, một người bên trong chính quyền tỉnh Quảng Ninh cho biết, tiền nhiệm của Đinh Văn Nơi là đại tá Nguyễn Ngọc Lâm với vai trò là giám đốc công an Quảng Ninh giai đoạn 2020-2022 không dám động đến Phạm Văn Thành. Đó là một trong những lý do khiến ông Tô Lâm phải rút Nguyễn Ngọc Lâm về bộ và điều Đinh Văn Nơi đến đây. Ông Phạm Văn Thành, cựu bí thư thị ủy thị xã Đông Triều, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều đã có vi phạm khuyết điểm và chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với vi phạm của Ban thường vụ Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Sau nhiều tháng điều tra, ông Đi một Nơi được ông Tô Lâm bố trí ông Trung tá của Quốc Thắng và làm phó giám đốc để mà hỗ trợ. Vào ngày 23 tháng 4, thì ông Đinh Văn Nơi đã cho khởi tố ông Phạm Văn Thành nhưng chưa dám bắt giữ. Sau khi ông Nơi cho khởi tố vào ngày 27 tháng 4 thì Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật khai trừ đảng với ông Phạm Văn Thành, Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy do liên quan đến vụ Việt Á. Cựu Phó Ban Tổ chức tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Văn Thành, người được cho là cháu của ông Phạm Minh Chính. Có một điều rất khó hiểu là ông Đinh Văn Nơi dám bắt ông Đỗ Hữu Ca trước khi ông này bị tước quân tịch và bị khai trừ ra khỏi đảng. Nhưng đối với ông Phạm Văn Thành thì Đinh Văn Nơi không dám bắt bừa. Bởi việc ông Đinh Văn Nơi bắt ông Đỗ Hữu Ca là đã vi phạm chỉ thị 15 của Trung ương Đảng. Tuy nhiên vì được khẩu thuẫn bởi ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và cả ông Tổng Bí Thư nên Đinh Văn Nơi mới được phép phá lệ. Có người thì cho rằng ông đỗ hiếu ca là quan chức đã về hưu đã hết quyền lực nên ông linh văn nơi không sợ còn ông phạm văn thành là quan chức đang đương nên không thể hành động một cách khinh suất cho được nó rất nguy hiểm nhưng cũng có ý kiến thì cho biết sở dĩ ông linh văn nơi cẩn trọng với trường hợp ông phạm văn thành là bởi ông thành là cháu ông thủ tướng việt nam phạm minh chính cho đến nay ngoài thông tin mà blogger thái văn đường cung cấp thì chưa thấy ai xác minh quan hệ này tuy nhiên blogger người buôn gió cũng thừa nhận những thông tin bóng thái văn đường cung cấp gần đây là khá chính xác và thực tế nhiều tin ông thái văn đường cung cấp sớm sau đó thật sự đã xảy ra ví dụ như tin về trần lưu quang sẽ lên phó thủ tướng ông thủ tướng việt nam phạm minh chính càng ngày càng bị soi dữ dội nếu quả thật ông Phạm Văn Thành là cháu ông Phạm Minh Chính thì câu chuyện không hề đơn giản là bắt quan tham dính đến Việt Á mà nó còn là câu chuyện phe cánh. Động tới người thân của ông Thủ tướng cũng có nghĩa là thế lực đứng sau Đinh Văn Nơi muốn cắt rễ trụ Thủ tướng. Còn nhớ trước khi phế chuất ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thiếu Tô Lâm cũng đã cho bắt em họ của Nguyễn Xuân Phúc là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu trưởng ban kế hoạch marketing của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Ông Nguyễn Phú Trọng đang nhắm vào trụ Thủ tướng để mà triệt là sự thật. Tuy nhiên diễn biến của chiến dịch này như thế nào cần đợi thêm thời gian để trả lời. Bởi ông Phạm Minh Chính rất cẩn thận trong vấn đề để cho người thân lợi dụng tên tuổi. Không hề dễ ép buộc ông Thủ tướng theo cách này cho được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp, tiếp với bản tin Thực hư chuyện Đinh Văn Nơi quật cháu Thủ tướng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de